Chiều 4 tháng 3, ông Nguyễn Như Bảo, bí thư đảng ủy xã Quang Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trên địa bàn thôn Ban Long vừa xảy ra một vụ tai nạn đuối nước thương tâm tại giếng nước khiến 3 người tử vong. Trước đó, vào khoảng 12 giờ ngày 4 tháng 3, do không thấy các con về nhà nên người thân đã đi tìm kiếm. Khi tới khu vực giếng làng ở thôn Ban Long thì người thân bàng hoàng phát hiện 3 người tử vong dưới giếng nước nên liền hô hoán mọi người đến cứu. Nghe tiếng kêu cứu, một số người dân địa phương đã đến hiện trường, lặn xuống giếng, vớt được 3 người đưa lên bờ và bàn giao cho gia đình vào khoảng 13 giờ cùng ngày. Các nạn nhân tử vong gồm TDT, 24 tuổi, TTNB, 20 tuổi, em gái của T, trú tại thôn Ban Long, và NQH, 11 tuổi, cháu ruột của T và B, trú tại xã Can Lộc, huyện Can Lộc. Nhận định ban đầu trước thời điểm gặp nạn, 3 nạn nhân ra khu vực giếng làng để câu cá. Sau đó có khả năng một trong 3 người không may bị sẩy chân rơi xuống giếng. 2 người còn lại xuống để cứu nên dẫn đến việc tất cả cùng rơi xuống giếng, chết đuối. Ngày 4 tháng 3, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho hay đơn vị đã quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 14 bị can về tội nhận hối lộ, làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức trong vụ sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành. Nhóm bị can bị khởi tố về tội nhận hối lộ gồm có Lê Minh Huy, chủ đầu tư trung tâm đăng kiểm 5009D, Phạm Hữu Hiệp, ngụ quận 6, nguyên phó giám đốc trung tâm đăng kiểm 5009D, Từ Tấn Kiên, ngụ huyện Củ Chi, Nguyễn Đình Quân, ngụ quận 7, nguyên giám đốc trung tâm đăng kiểm 5005V, Khuất Duy Thịnh, ngụ quận Gò Vấp, nguyên phó giám đốc trung tâm đăng kiểm 5005V, Ngô Đăng Hoàng, ngụ quận 7, Nguyễn Quốc Anh, ngụ quận Bình Tân, Nguyễn Hoàng Khải, sinh năm 1975, Nguyễn Thanh Toàn, sinh năm 1983, Nguyễn Xuân Tân, sinh năm 1985, Tô Anh Phủ, sinh năm 1983, cùng ngụ thành phố Thủ Đức, Lê Phủ Trọng Đạt, sinh năm 1973, ngụ quận Tân Phú, Nguyễn Phan Vũ Đức, sinh năm 1989, ngụ quận 6, Trương Dương Nghĩa, sinh năm 1992, ngụ thành phố Thủ Đức, bị khởi tố về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, quy định tại Điều 341 Bộ Luật Hình sự. Trưa 4 tháng 3, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, các đơn vị chức năng của Cục vừa phát hiện bắt giữ 2 xe ô tô vận chuyển gần 11.000 bao thuốc lá lậu trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương, Mỹ Thuận. Vào khoảng 2 giờ 45 phút cùng ngày, nhận nguồn tin từ người dân trên đoạn đường từ nút giao Bến Lức đến nút giao Tân An, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương, Mỹ Thuận, có 2 xe ô tô con đang chuyển hàng hóa, có biểu hiện nghi vấn. Đội 7 Cục Cảnh sát Giao thông đang tuần lưu bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến đã tiếp cận. Khi đến km 25+800 cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương, Mỹ Thuận hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Tiền Giang thuộc xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, phát hiện một xe ô tô con đang dừng tại làn khẩn cấp đường cao tốc. Bên cạnh có một số bao ni lông màu đen. Phát hiện cảnh sát giao thông, một người đàn ông lập tức bỏ chạy khỏi hiện trường, bỏ lại một xe ô tô con biển số 62A31752 và 27 bao ni lông màu đen để trên mặt đường và trong xe ô tô con. Đội 7 đã triển khai lực lượng phối hợp với Công an xã Thạnh Đức, Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An tổ chức vây bắt, truy tìm người bỏ chạy. Tại hiện trường, qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 27 bao ni lông màu đen, bên trong có chứa 10.900 gói thuốc lá ngoại không có hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc, xuất xứ. Sáng 4 tháng 3, Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ và lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy lớn khiến 3 ô tô bị hư hại nặng, 1 người tử vong, xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 3 tháng 3 tại khu vực để xe của một công ty trên đường Phan Đăng Lưu, khu phố 7, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa. Nhận được tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Biên Hòa đã điều 2 xe đặc chủng cùng 10 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập tắt ngọn lửa trên 2 xe đầu kéo và 1 xe tải. Vụ cháy đã nhanh chóng được dập tắt nhưng 3 xe đã bị thiêu rụi. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện bên trong cabin xe đầu kéo biển số 70H01110 có một thi thể chưa xác minh danh tính bị cháy biến dạng. Nguyên nhân vụ cháy và danh tính nạn nhân đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Liên quan tới vụ cháu BTD 17 tháng tuổi ở thôn Đặng Xá, xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, Hà Nội tử vong sau khi tới lớp tại một nhóm trong trẻ, Công an huyện Thường Tín đã bắt Nguyễn Thị An, 30 tuổi và Nguyễn Thị Lành, 31 tuổi, cùng trú tại thị trấn Phú Xuyên, Hà Nội để điều tra về hành vi giết người. Tại cơ quan công an, đối tượng An và Lành đã khai nhận hành vi đánh đập, bạo hành bé trai BTD dẫn đến thương tích và khiến nạn nhân tử vong. Cụ thể, sáng 23 tháng 2, cháu D được mẹ đưa tới lớp, đến khoảng 9 giờ sáng, 2 cô giáo đưa các cháu vào buồng ngủ thì D khóc, chạy ra ngoài. Lành bực tức dùng hai tay bế đê lên rồi ném xuống làm đầu bé trai đập xuống nền nhà. Sau đó đối tượng tát cháu bé, còn đối tượng An cũng đạp vào bụng, ngực, đá và giẫm vào đầu cháu bé. Chiều cùng ngày khi bố mẹ đến đón cháu Đê thì hai đối tượng nói cháu bé bị ngã trong quá trình đùa nghịch tại lớp. Đỉnh điểm sáng 26 tháng 2, An tiếp tục đạp vào bụng Đê khi thấy bé trai khóc khiến nạn nhân bất tỉnh. Sau đó An và Lành gọi gia đình cháu bé và cùng đưa nạn nhân đi cấp cứu ở trạm y tế của xã, sau đó chuyển tiếp bệnh viện nông nghiệp. Do tình trạng của cháu bé khá nặng nên đã được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương để cấp cứu. Đến chiều 1 tháng 3, bệnh viện tiên lượng cháu Đê không qua khỏi nên gia đình đưa cháu về nhà và đến khoảng 16 giờ ngày 2 tháng 3, cháu bé đã tử vong. Trước đó, An và Lành có trình độ trung cấp mầm non, thuê một nhà dân ở thôn Vạn Điểm, xã Vạn Điểm để mở cơ sở trông giữ trẻ. Tuy nhiên, cơ sở này chưa được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động và từng bị Ủy ban Nhân dân xã Vạn Điểm yêu cầu đóng cửa, xử phạt 2 lần do không đảm bảo điều kiện hoạt động. Lần xử phạt gần nhất là vào đầu tháng 11 năm 2022. Theo Cục Việc làm, các địa phương cần sớm lập các sàn giao dịch việc làm để tập trung thông tin có liên thông, xây dựng cơ sở dữ liệu về thị trường lao động, đảm bảo độ tin cậy, phát huy hiệu quả. Theo tiến sĩ Vũ Trọng Bình, Cục trưởng Cục Việc làm, việc xây dựng số hóa cơ sở dữ liệu thị trường lao động sẽ giúp các cấp ngành từ trung ương đến địa phương, các cơ quan đơn vị quản lý hiệu quả thị trường lao động, nắm bắt được cung cầu, những biến động để phân tích, dự báo sát, xây dựng hợp lý chính sách việc làm, chính sách hỗ trợ, kế hoạch, giải pháp, cũng như các cơ chế khuyến khích cho doanh nghiệp tư nhân phát triển. Doanh nghiệp nắm bắt được để có kế hoạch xây dựng kỹ năng quản lý, quy mô vị trí việc làm, củng cố nâng cao chất lượng lao động và người lao động biết được nhu cầu việc làm phù hợp.